Đây cô. Dạ. Thế vì nhiều luôn, hôm nay có cái cuốc người ta làm cỏ. Thế là em lấy cuốc em khèo nó xuống. Bây giờ chứ thì tắt rồi tí nữa rửa lại. Lá mì. Đầu tiên là chị bỏ gì vô chị? Món này nhiều người họ không biết nấu đâu. Cá khô ở Đắk Lắk người ta dạ, ngon. Nhìn thấy nó họ đăng TikTok ngon ghê. Bỏ nước nữa hả? Cái non á có luôn á. Cái này còn xa vậy đó. Lột cái lột lột hết cái vỏ này ra xong mình ngâm muối. Cái này nó sẽ không có đá. Không, cái đó có non không? Ai biết? Non không? Không, không có này. Cái già được không? Già vứt đi. Lá chị không lấy hả? Lá nó to quá. Già rồi. Rồi vậy mà có mấy người kia họ làm gì xong họ chấm muối không ăn. Còn cái kia chị bỏ lúc nào? Từ từ á, để nó ra cái mũ của
Mm-hmm.